Chào mừng các bạn đến với VVZ Fun Stop. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, một subscribe và nhớ ấn vào nút chuông đăng ký để nhận được thêm thông báo mỗi khi kênh của mình ra video mới nhé. Ok, thì ngày hôm nay thì mình sẽ đánh một vài ván Survival Endless và Nine Heart tiếp để tiếp tục với video theo video trước. Đây, bây giờ mình continue nhé. Ok, bây giờ mình có Gigantua rồi. Thế thì mình vẫn mang Buffstroom mà đi để defense. Mình sẽ mang Cherry Bomb và Ice Room đi. View Lord thì mình khá là ổn rồi. Mình nên có thêm Pumpkin để phòng thủ. Mình sẽ mang thêm 2 Pumpkin. Mình sẽ mang thêm Starfruit. Full Shroom. Ở trong trường hợp này thì hai cái con Gloom Shroom này của mình sẽ rất là dễ biến mất. Bởi vì Gargantua là dễ smash mà. Thế nên là mình sẽ mang một Gloom Shroom đi. Mình sẽ mang thêm một Sun Shroom đi như đó để phòng. Để đề phòng và mình sẽ mang thêm Squash. Có vẻ như đây là đội hình khá là ổn rồi. Bởi vì mình đã có Cocktail và Starfruit rồi. Không cần phải bổ sung thêm một cái gì nữa. Vì vậy thì let's go. Alright. Trước tiên là mình sẽ bổ sung thêm Starfruit vào đây để cho cái sự cover, để cái việc mình cover được skill để tốt hơn. Đấy, các bạn thấy là cái hàng Starfruit này thì nó tạo ra combo rất là tốt. Đó. Phòng thủ và cho Cactus thôi. Đó, ok, phòng thủ rất là tốt luôn. Ok, với ba con Gloom Shroom ở đầu này thì gần như là zombie không thể di chuyển được quá. Đấy, hàng thứ ba của mình tức là hàng thứ tư ở trên màn hình. Bởi vì ta ba con Gloom Shroom này thì rất là mạnh rồi. Đó, rất là khó di chuyển cho zombie. Đấy, mình sẽ tiếp tục xây dựng hàng phòng thủ đã. Đến thuật bởi vì của mình là phòng thủ thật chắc đã. Với cái hệ combo này thì với kể cả như Spaver Zombie thì cũng sẽ không kịp để phản ứng. Mình cứ trồng thêm Buffstroom đi. Thì nếu mà muốn giải quyết được cái hàng như này thì nếu mà mình sẽ cho thật nhiều bucket hết. Nhưng mà đây không phải thật extra hard là máy không được triệu hồi ra gần đấy. Gần đấy bucket hết để xe lại mình được. Thì chắc là phòng thủ cả phần mắt trời bởi vì nếu không còn IMP thì nữa con Gargantua của xe này mới sẽ ăn hết. Ok, đang có tiền thì cứ trồng một con đi. Wasted một tí. Nếu trước con bí ngô nó xong rồi mình sẽ trồng bảo vệ con Full Shroom ở dưới xe này. Bây giờ trồng Full Shroom này ở dưới đầu ấy cũng hơi ngố ấy. Máu giấy mà. Ok, ta phút rồi mà đi. Mình vẫn muốn cho thêm pumpkin để bảo vệ hàng mặt trời của mình rồi đi. Tí nữa mất mặt trời mình cũng rất khó hồi phục. Mang một con mặt trời sẽ sống lại đi. Cho nó có. Mang con ăn mộ thì cũng thoải mái hơn đấy, nhưng mà tôi cũng quên mất rồi. Thôi vậy. Cơ bản là combo ta phút của mình khá là tốt rồi. Cần phải không phải cần thêm nữa đấy, nhà gan chuối rồi đó, là bán đi. Hai nhà gan chùa luôn. Thế thì trong trường hợp ấy thì mình sử dụng kim để ăn lại đấy. Ông thấy ông cứ tính phòng thủ cái hàng này là quá là hợp lý mà. Còn Starfruit có vẻ là tốc độ bắn backward của nó không được nhanh lắm nha. Ok, thêm một con nữa đi, được rồi. Ba con nhà gan chùa liên tiếp mà. Cơ bản là cũng là do cái hàng công của mình mạnh đi nên nó mới cho cái static, nó mới cho cái spawning function nó mạnh như thế này. Để cho ra nhiều cái con Gargantua này. Ok, ba cái con Gloomstorm ở góc kia thì nó cover được cái hai con Gargantua liên tiếp, bọn đập chết một Gloomstorm rồi. Thì bọn đánh thử đấy, ba con Gargantua liên tiếp
cái tình trạng của mình là mình đang hết, mình đang bị hết cả ai cả cả xe đi bọc cái ôi chết rồi trong cái xe này thôi. Ô sai ạ, chứng tỏ là mang con cái con, mang con nấm mặt trời đi là tính không không vừa đâu, tính không vừa đâu. Hãy thử mà ăn mất hai con nấm mặt trời ạ. Nào thì cắm star thuốc để tạo combo nhá, cắm box room để stun nhá. Ui hãy phải phép đi không vừa đâu. À đúng squat luôn, cắm phòng thủ vào con nấm mặt trời không bay hết giờ. Ok con này nó gì thì xấu thế. À, một bom nhá, DDS rồi tung cái này lại rồi. Ok à, cắm thêm một phun chuông nữa cho nó smart sẽ được. Ok qua wow. Đấy nhá, may mà tôi tính đúng là tôi mang cái con nấm mặt trời với con bị ngô đi không chết. Con băng chi rất là mệt này, băng chi nếu mình nó không giết nhanh thì mình không giết nó nhanh thì nó sẽ giết mình. Thế nên là tôi sẽ phải trồng thêm Star Food để có thêm Backward Power nhé. Và có thể là mình phải trồng thêm Full Shroom ấy. Ok, tại vì không? Hai bị ngô đi, hàng mặt trời mình đang đủ rồi. Hai bị ngô này. Ok, ngoài mình cần thêm Backward Power rồi đúng không? Để đánh người con, băng người con nhảy, có zombie nhảy kia. Cherry Bomb, Stun, Squash. Không mang squat nữa, đang Zapaleno đi. Lấy một con Hino Shroom này, mình cố gắng ăn một con bóng ô dục với con Buckethead này nhá. Thì coi như là mình có ưu nhá. Thôi mang Ray Buster đi. Mà mình sẽ bỏ lại Cherry Bomb, bỏ lại Hypno đi. Mình muốn lấy thêm một con nữa. Room Shroom để phòng thủ à? Hay là con nào nhỉ? Ok, thế này là đẹp rồi đấy. Bởi vì mình không muốn mang theo Hypno Shroom bởi vì nó chỉ thôi miên được một con thôi. Mà trong khi nó rất nhiều con ở đây. Thôi miên là Newspaper thì cũng trả trụ được mấy máu. Nếu mình bổ sung vào Room Shroom thì mình có một cái trụ rất là chắc rồi. Ở trên phần đầu của lên thì là ok đánh thôi, quyết định là chiến thuật. Hóa thành star kill nhá. Ok cắm gun zoom vào bipod position nhá. Ok đấy, ông thấy không, tôi đúng rồi, các cái vị trí nào nó sẽ công rất là mạnh. Đi vào trận địa của mình một tí thôi là bọn này nó sẽ hết máu ngay. Này không, ôi cái con ghế ở dài hết sâu ấy nhá, cơ bản là dưới đây chưa có nhiều con phòng thủ. Và là tiền mình nó cũng không nhiều ấy, nó không dồi dào, mình không dùng bom liên tục được. Để ăn mồi đi, mồi đi mình có chỗ rồi mình nhá. Cắm con này con kia, ôi mất luôn một con mộ phí thật sự. Và thôi tôi cắm một con Green Shroom vào đây nhá, còn nó đỡ phải kiếm nhiều. Vào đây hai bên Green Shroom hai bên thì kể cả bóng môi dục thì cũng đi nhanh hơn, thì phải thử luôn. Đẹp quá, sao con này ăn nhanh thế, chậm lại thôi. Ok rồi, tí tiền đấy cần vãi trưởng đúng không ạ. Ôi cắm con này ở đâu nhá, có một con không sao, con đấy giá rẻ mà. Thằng này rất là tồn ngô ấy, tồn ngô rồi con Blue Zoom kia. Tôi đừng muốn tạo một Zoom quá, ôi chết ngô rồi. Không thấy ra là chết thế. Con Blue Zoom phải bắt buộc phải có con ngô rồi xong thủ. Đấy, rồi đội hình này thì tốn tiền thật, tốn tiền tốn cái bingo ấy. Làm xem nào có giết được con này không, thời gian quá mà tôi không chắc, tôi không muốn đi vào đội hình của tôi. Đội hình tí tiền nữa vậy, ôi tiền không nhiều như mình nghĩ đâu. Quả này nghèo phết đấy,
Vâng, à, cảm ơn anh. Ok, hay lắm. Anh hai đứa stun nhá. Cho hết tiền rồi mình vẫn còn stun được ba kho bóng rồi, dùng vậy khá là đáng để đảo anh stun. Ok, tại điểm này thì đúng vừa, nó dừng ngay đúng cái điểm điểm tấn công của con Blue Stone luôn. Thế thì mình đảo anh combo cũng khá là nhanh. Đấy, chết ngay, không phải xoắn. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ cắm một con Blue Stone nữa ở trên đầu này để tạo đúng trận địa, đúng combo luôn. Rồi ok, đúng số 50 thì luôn. Ok, rồi ở giữa thì mình để công thôi. Rồi cắm bắp xung, cắm hẳn bắp xung luôn. Để giờ dùng ít bắp xung quá. Đó, thấy không, trận địa vui xung coi như là cover hết luôn. Đấy, rồi vui xung này cũng chỉ để phòng những người trợ công thôi. Đây mình sẽ phải dành bí ngô nhá, dành bí ngô cho mình con trụ cung chung trên đầu này thì mình duy trì được cái thế attacking của mình. Rồi thấm bắp chung mình vô sống còn lại đấy, bắt đầu vỡ vỏ đấy, để vỏ chưa hết cái tôi sẽ thế luôn, chưa hết à, chưa hết để đấy mình sẽ không khí vỏ vào những cái chỗ đó linh tinh quá. Con tắm đi à, như thế này có một cái vỏ không gãy này, để tí để thấm nhá. Ok, vỡ vỏ luôn, cắm thôi, cắm luôn. Ok, này. Các bạn kiểu chiến thuật này thì con như là mấy con zombie nhảy nhảy ấy không làm nào được, vì ô nào cũng có đam toàn nam lam như là đam ô nào cũng nam lam như là thành hai không làm gì được. Rồi cắm rồi bắp sum nhá, cắm bắp sum. Ok, ôi xem á, để xem đội hình mà đánh được ba con bóng hồi dùng nhá, cắm một con vào đây con dừng lại chứ rồi mất con đấy rồi không ạ, chỉ mất thẳng con đấy rồi. Chỉ qua hết đấy, thắng ngay mà nó không di chuyển đấy thì mình thắng ngay, không phải sợ, nhưng mà sợ nhất là nó di chuyển có môi dùng để tìm kiếm di chuyển luôn. Ok, 8 flag, 2 flag cuối à, vẫn có khổng lồ rồi. Ok, phát này nó huy động 3 bộ đội để đánh mình rồi à, chưa thấy Victor zombie đâu nhưng mà thấy Balloon zombie ở đây rồi à, ok, thế thì không thay đổi gì về chiến thuật cả, vẫn vậy thôi. Ok, thêm cái vỏ nữa, ông máy tốn tiền thật sự luôn. Nào, đánh nào, phát cuối xem mình có chinh phục được không, đấu với cả con gan chùa luôn. Quan trọng nhất là những con full su này, cái con gloom su này, mấy thủ trụ nha, mình để ở điểm đầu bao nhá, bao mộ nhá, tốn tiền lắm đấy. Ô đồ ô một tôi tích tiền nhé, tôi dùng tích tiền nhé, bây giờ thủ này thì tốt rồi. Hôm nay tôi dùng tempo của game lại nhá, mình có thêm thời gian để loát chơi và con Invitator này có cơ hội để bóc con Gloom Show mà. Đấy, thì coi chuyện quan trọng là trận địa của mình nó không bị vỡ, quan trọng là trận địa của mình không bị vỡ, nó thọc sâu vào thì cũng mệt lắm ấy. Đều con in luôn này, ra lan thua lắm thì là đập những con full zoom ở hàng thứ hai thôi à, coi như là mình phải dùng instant spam liên tục luôn thì mới có cơ hội để thắng ấy, không phải chắc thắng rồi. Nhưng còn giữ ở trên này thì mình chỉ là thay bí ngô thôi, mình từ từ mình thay bí ngô thôi, chẳng vấn đề gì. Chết rồi, giết thôi đấy, quan trọng là tôi không muốn mất position đâu ạ. Đấy, tôi không muốn mất cái vị trí ai. Tôi dùng cả bom câu ít thời gian đấy.
bỏ hồi nãy cầm pháp su min rồi mấy con chắc như là bóc tăng ra đấy, thấy không? Tôi sẽ chấm các phút từ đầu thì để cho cái lúc này thôi. Mình không biết gì nó có tích giờ không, bản này mà không có tích giờ thì cũng không khó lắm. Có tích giờ thì mình vẫn có con xa phút để phòng thủ thôi. Đấy, nát ngay vỏ rồi, con vỏ hàng ba nát rồi kìa. Đấy, nhưng mà các bạn là tôi không lo lắm. Bây giờ chỉ có gan rùa được mát thì có nghĩa chịu thôi. Tích chi tiền nhỉ, kệ ạ. Tích chi tiền nhá. Đánh trận cuối, ok. 400 rồi, 350, 400 rồi. Để xem mấy con Osa Zombie nó có đủ sức để nó cày đối thủ của mình không. Combo của mình to như này nhưng mà cho nó stun đi. Cho nó stun, ok. Rồi, hay lắm. Rồi, giờ gian cuối đấy rồi. Không có tích chờ à. À, mất một con thủ ở đâu, không vấn đề gì cả. Hai con trụ ở giữa rồi, rồi xem nó đập được bao nhiêu cây của mình. Đấy, có lẽ là hai con thì mình dễ hai con thì sẽ khác. Ok đây đâu, cắm ở với con mặt trời là quá chuẩn, và con in ở nền rất là xa. Không biết là bao nhiêu nền đến à, có vẻ là mình cũng không muốn mất hàng sao lắm. Cắm, ok. Cái đồ zoom của mình chưa đến, ok ok. Rồi con Osa thì phải thế. Hai con Osa, cái đồ ôi cần ai chung rồi, hồi nhanh em ơi, anh đang khó em ơi. Hồi nhanh em ơi, ừ, ok. Cherry bomb hồi nào, anh đang khó em ơi. Em ơi, anh khó em ơi. Cứu anh phát nào. Ủa cherry bomb này lâu ấy, thôi trụ anh. Anh phải mang cây cho trụ anh. Ôi nó chưa gì nó đập được mấy cây của mình. Không vấn đề gì. Cherry bomb nào, đừng chết em ơi. Đừng chết, đây rồi. Bay ngay, đấy đẹp ngay. Nhưng mà lại phải gọi cherry bomb hồi thêm phát nữa. Cắm đội hình vô lên trên để phòng thủ nào. Cắm thêm xa phút đi, trong trường hợp mình không đủ đâu. Final way, ok nice. Lại chân lực phát này luôn. Thấy không, ông thấy tôi cắm con các kêu, các tút dưới là quá hợp lý nhá. Chứ không thì bây giờ mình đáp nào. Tu nhá, anh ấy cho thêm 2-3 con thủ đồ thì phải đánh được đi. Tu giữa trận này thì chắc là toát rồi. Chắc là toát rồi. Sắc rồi, biết đâu có phải ăn gì thì sao. Bỏ con đấy ra, bỏ con Star này vào, chết này. Smash thì một cây của mình. Ok. Bye bye, người ra chùa. Ôi, không cần dùng cái bom rồi, ok. Và thế là kết thúc Survival Night Heart. Các bạn là nếu mà nó tấn công bằng con Dicker Zombie ở hai mặt ấy thì có thể là khó hơn tí đấy. Nhưng hôm nay không có Dicker Zombie thì hai mặt của mình thì phần một mặt tôi thì khá là free. Sơn rồng nó có thể support được phần mặt trước khá là tốt. Thế là ok. Một chiến thắng khá là không quá khó và không quá dễ. Gọi là nhẹ nhàng. Ok, vậy thì cảm ơn anh em rất nhiều đã xem video của mình. Nếu các em thấy video của mình hay thì cho mình một like và subscribe. Và đừng quên ấn vào nút chuông để đăng ký kênh để có thể tiếp tục nhận được video của mình khi mình ra video vào những tập sau nhé. Goodbye.